Hello, xin chào các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo của mình. Hôm nay anh em tiếp tục đi rừng đấy các bạn. Anh em là tiếp tục băng qua khu rừng thuộc bên đây nhé các bạn. Lại tiếp tục đi sinh tồn thôi các bạn ơi. Gặp một con suối rất là trong này các bạn, ốc cua cá nhìn thấy luôn đấy các bạn, thấy không, ốc đá quá trời luôn. Sinh tồn khu này thì phải lo đồ ăn rất là nhiều, cua ốc hải đáp mây đủ thứ. Chỗ này rất là hợp để anh em nghỉ chân này các bạn, vừa gần suối vừa có đồ ăn, bắt mây rồi ốc cua cá, làm nơi nghỉ thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Mời các bạn dùng bữa cơm trưa với anh em bọn mình. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ cho các bạn cùng biết để mình có động lực làm những cái video tiếp theo.